សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបណ្ដាញសង្គមយូធូបនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញចំណេះដឹងតិចតួចតាក់ទងអំពីកង់3នេះឬមួយទៅតុងទីនេះមុនចូលដល់វីដេអូនេះដែរអ្នកដែលមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងឡាយអ្នកមួយផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីចំណុចមួយរបស់កង់3នេះដែរគឺជាចំណុចសំខាន់គឺនៅត្រង់កន្លែងដែលយើងជាន់ប្រាំងនឹងដោយអ្នកទាំងអស់គ្
sinh tia nâng ngay ra bóng bóng đa miên quanh ha khâu đối chìa khâu chở snob nâng bà này tha dân khâu snob nâng dân chọn ở sơ xí xâm ra bóng bóng đa miên quanh ha chẳng cứ ngay xua tè lỡ cứ dân ở mình chăm bạch đô snob nâng chanh tế cứ dân ai chua chua việc bán chẳng nghe tóc nè ai chơi con chua chua việc bán bà xân snob nâng cứ dân ở chọn tới việc xì chọn tới việc xì xò chẳng nghe tóc nè ai chua chua bán cứ dương ai thưa ca đồ phơi ở hàng khăn nóng đồ phơi đồ mà xoa đồ ấy viên nắng chanh mà sọp tới cứ dương ai đã prey tham ấy tới cứ dương ai chọn chọn si ba này cứ dương mình chạm mạch đồ vi mà sẩn nóng nắng này bớt sân bên này tóc ni đồ vi mà sẩn nóng nắng cứ vi ọt tràn đồ mà sẩn nóng nắng cứ vi ọt tràn chứ nghe tóc ni ai chờ thưa tam khi nhom bàn nghe tóc ni ai thưa tam khi nhom bàn bớt sân bên này tóc ni khâu nơi cái lái nắng hội này cái lái snob với nó cứ chia chấm đôi chấm khăn bọc còn bên đi ấy chẳng nên tóc này ai ai ao chieng thưa ca đọt đồ phớt bị bàn quay của nó vì chấm khăn đường phớt cái nào phớt bị bay rồi môi cổ vì lông rồi môi cổ dù nam tới cứ bị tròn sơ xi chẳng chẳng nên tóc này ai đồ phớt năng này nó về đây này tóc này đồ phớt năng mà chốt viên này à năng phớt viên nó cứ ở các trong đồ năng vì đọc pin là cứ đọc pi đô la hay dùng đạp pi thay này mà đo tiết bay đô la tiết chân vì tăng học về đọc pram đô la chân vì thu này vì thu chân những đô mà sản nóng chẳng á này vì những đô mà sản nóng miền này vì thay chân những ai thừa cả đô chẳng tứ cứ vì chọn được gì với nhỉ rồi sân mà này tóc này khâu thằng con thằng cổ chân này tóc này ai thừa ca ở chi từ bốn lái này tóc này đô đô vì mà sản nóng bằng sân này thà đô phớt vì nó đô phớt hói dùng đạp tắc đạp ấy mà sọp vì hói bà sân dân chọn mình xì tiết anh nắng á bà sân dân chọn mình xì tiết nhà tóc này ai thưa cả đồ số bảy dân đồ số bảy nhưng mà chốt hói dân chọn mình xì tiết anh nắng mà này tha vì khôi mình tiền này anh vì khôi mình tiền tay vì cầm rõ vì cầm rõ bà này tha là bây giờ dân đồ phơi đồ ấy hói dân đã tập tham mây hói đã số bảy tham mây mà chốt hói cứ vì thị trường đang thật xì mà đang thật xì mà nắng vì cầm rõ tha mình xì à tay vừa tha dân đã ออก bản năng mình xì hói vì ai mò vì cái loại xì tiền ấy chẳng á này hà này cứ việc thu lôi đài chứ này tao này ai thua tam năng tứ vừa lại kia chập đoạn vừa ấy cứ đồ phơi nắng này tao này đồ phơi nắng tới cứ những ai chị ba này ai prapra bàn mình được thay vậy cà pi chân non muốn cứ kia nói những đồ phơi đi mà này thằng chiên khâu chẳng á này chiên khâu thì ao như đồ mà đón tận on chẳng này đồ mà đón tận on chẳng bị on chân đó bây giờ lấy cái dương ai chua chua bị bán đồ tập phơi nâng tới cái dương ai prà prà bán ấy đồ phơi đồ tập thay đấy ai prà prà bị bán ấy hỏi vì ở lối tịch tiệt nếu biết ô nó miên tập phần nâng tới này là màu thay mấy cũng lệch chuối cho subscribe đăng like nè mùi phố nó mới bán biết ô thay mấy bạn to tiệt nâng ấy nâng ở biết ô cái nói khi nhóm nâng bằng hai nhóm pi ở cầm hiệp chiên quạt đồ phơi nâng là lời biết ô nó miên tập phần nâng tới